Đi chợ đi, thế nào đi chợ đi. Dí đi chợ đi dí. Chợ lấy gì vậy? Chợ là dí đi chợ. Cho 6 con đặt đi. Biểu diễn cho nó nhỏ chơi rồi 6 cái hố đi ha. Rồi. Có mũi rồi. Sao bò lúc lắc đó. Không biết sao bò đó hả? Ừ. Rồi, từ 1 2 3 chắc lấy 4 phần nha. À, rồi bò lúc lắc rồi. Đúng rồi. Uống đi, uống cho mày uống nha. Thôi ăn heo rừng hấp đi, heo rừng xào lăn đi, cho tụi nó chấm bánh mì rồi giòn xào lăn rồi chả này luôn. Bữa nay ngày một thiếu nhi, bà nội, bà ngoại, bà dì, bà cô dẫn tụi con đi ăn. Hai dì bữa nay mình lên mấy ấm cho, nhưng mà vì bà có công việc nên mình bảo kiện tại ông bọc lại. Thôi, chỗ ăn nha mày.
lắm anh nghĩ còn gì đẹp. Thầy ba nói cái gì mà mình nói ba mày làm bậy không anh? Bác ơi là cái gì không? Bắc Kim Thang. Bắc bắt giọng cho nó. Bắc Kim Thang 1, 2, 3 rồi cá đi. Nãy cho tiền nè. Cá đắt. Cá đi. Cá đi. Cá đi. Cô tiền vô gì nè cầm nha. Em quý đâu cầm cho tiền mặt có cảm xúc gì cầm cũng cảm xúc mẹ như này quý đâu thiếu gì bây giờ tiền còn thiếu lớn cái là đi về lấy tiền bây giờ không có bò đi mẹ còn đâu ê ba à vỗ tay luôn đi. À, chứ anh ơi hôm nay á là chị đỡ gửi cho ba em về rồi. Gửi về chứ. Vỗ tay đi. À. Làm bờ say chưa? Say. Bỏ mấy đứa